Quê hương miền Tây chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi đá nước nha mọi người ơi. Chiều đi đá nước chơi. Nay mình đi đá nha mọi người. Nước hôm nay cạn quá rồi nè, mình đi đá nước. Tranh thủ đi để mưa ngày mai chắc người ta bơm cạn queo luôn ngày mai mốt. Chưa không? Chưa không? Quá êm. Thành quả đầu tiên. Đây đây. Đúng đường dò nè. Có thành quả không người? Nãy cái xô có nãy gần rồi. Không, cái xô mà ông đá nước bên kia. Cá lóc. Một chú cá lóc nha mọi người. Cầm luôn đi, hồi lấy cái xô. Có xăng tiền bỏ túi gà lại. Túi này nó có vậy. Ngoài đông động nó mới vô hang. Có thành quả gì không? Có mọi người. Cái nhỏ nó gọi đâu rồi? Nó chạy ra nghe. Dẫn mà. Để tao học bên đây mày bạn. Rồi còn cái hang nào nữa không? Hết rồi. Chặn hai bên vậy đâu có chạy được kỳ vậy? Chạy. Hai tay đụng vô chưa? Đụng rồi, nó chạy vô rồi, trống rồi. Tiếp luôn rồi. Cái hàng kia bự nó thoát ra. Hàng nhiều quá mà sao? Ít ha. Ừ, hàng ngon ngon không? Biết có ai mò trước chưa? Chuối hả? Chuối mười hả? Một con chuối cá gô. Cá gô. Không anh em. Đây, khúc bà này em quá, anh mò cái khúc bà này thử coi. Mò khúc bà này thử coi. Ê cái hang kìa. Để xô đây cầm đi. Hèn quá. Hai cái tay đụng nhau. Ôi, cá. Ê, hàng qua đó, anh dạo đó. Chặn bên kia dạo ơi. Chặn bên kia dạo, chặn lên. Ô, cá gô. Đúng rồi. Gô nữa hả? Ô. Con cái gô mọi người. Này nước cạn nó vô hang lắm. Đây hang nữa nè. Qua rồi vậy? Chưa hang nó chưa thật. Không có. Kìa hang trên bờ đó. Trên bờ không ngọt đâu. Cua. Hang trên bờ cua dữ lắm. Qua chặn tiếp đi dậu.
Đỡ đi nè. Chặn bên kia, chặn bên kia đi. Chặn nghe lại cái dấu. Dưới này. Má đúng. Đúng là nước chặn à. Tôi lý. Tôi lý một người cá lóc ha. Đó. Quay. Hai người mới được. Ê, cái bọng bự lắm. Chừng ngã xuống Nhân ơi. Không. Không. Ê, đó, chạy qua đó, chạy qua đó. Chạy qua đó. Cá gô quá. Hay quá. Cá gô nữa. Đem bắt đi. Nhắn bắt cái gì? Ồ, hay quá. Đây con nữa. Hai con rồi người. Cái bọng này bữa nay không có cá lóc ủng lắm à. Ông Hà không dính hả? Hà không dính hả? Họ biết cái điểm nó ở. Không chặn, bịt cái đầu bọng nó trước. Đập ngay cây người ta cầm. Sao không? Đâu. Đáng lẽ mấy người đặt vớn xong rồi ta rút cây đi chứ. Để nguy hiểm quá. Dính này. Ê coi chừng cái hang mình, có hang bên kia. Em bắt con em chặn anh lại nha. Làm quá. Ô con này cũng cỡ con nãy nè. Bắt không dính mà làm dữ. Được không? Có được em. Có chừng sảy. Con. Dính con này. Đó. Rồi. Hay quá anh ơi. Hai con nữa. Con của ông Hờ bự ta. Trời ông siêu nhân nè. Bận hơn con nãy à. Ông siêu nhân nè, không dính mà ông làm thấy ghê. Làm ghê quá mọi người. Bốn chú cá lóc hả? Bốn chú à. Cá gô thì nhóc à. Cứ đá nước gì dài đi. Đá nước cá gô nó hay chuối lắm. Trời lưới mới toan luôn. Lưới con ta đó. Ê, đừng con. Hai con rồi mọi người, hai bên luôn. Ồ, đúng là nước cạn mà. Cá lóc nhỏ. Ê, mười quá. Cá lóc nhỏ. Cá lóc bự quá. Mình hồi được cá gô nữa hả? Được con cá gô. Quá im. Quá đã. Đường này bữa hỏi bắt mấy cá lóc bự bự không chà. Dính nè. Con cá gô nha mọi người. Cá gô. Này cá gô nhiều quá nó cạn á. Cây quá trời cây à. Mấy người này cầm vớn rồi không chịu lấy lên gì trơn. Có không? Cá gô người. Bữa nay đi hơi trễ, tối quá mọi người. Năm mấy mà trời sập tối. Nước này mà cấm gì? Cái gô mọi người. Thank you.
Thế hả? Không kêu chặn tiếp. Tính lập công ơi. Tính lập công ơi, không chặn tiếp. Hai ba người mới được. Mấy cái đường này bữa hả mình dính cá lóc bự luôn. Chạy ra hả? Quá tiếc. Hang đó kìa, hang mò hang mấy ngày về hang đó coi. Cái hang lặng lặng ngon. Đấy biết lâu không dính mọi người. Có hang nhỏ ơi. Có. Ê có nghe có nghe. Có không có không? Có. Chẳng đàng hoàng nãy giờ ông hỏi sẵn cá bự rồi đó. Cá lóc. Rồi dính này, bự không? Ừ. Cá này nhỏ nhỏ không ta? Này cũng quá im luôn chứ. Vừa rồi. Ừ. Cua nữa. Cua bỏ đi bắt chi? Hả? Bỏ đi. Cua ngon. Bỏ nó. Cua nãy giờ dạo đâu? Cua quá ngon. Trời tối rồi. Cái luôn không bự không cái gì vậy? Chuối gì? Cá lóc hả trời? Chạy rồi mọi người ơi. Cá cử. Tranh thủ anh em ơi, tối quá. Bữa nay đi hơi trễ. Hai con mà dính không? Hai con luôn. Rồi cái rô mọi người. Hai cái rô. Tranh thủ anh em ơi, tối rồi. Nước ở khúc này cạn hơn ha. Cái gì vậy?
lóc nữa. Lóc nhỏ nhỏ không mà. Giờ này có cỡ nước đầu có. Quá trời tối rồi tranh thủ chưa. Cái bờ này ngon quá vậy ơi. Dính cũng nhiều nữa rồi. Này. Có không? Có không? Cái tay bự quá thọt vô dừa. Mỗi cá cũng bự. Cá lóc rồi mọi người. Cầm hai tay cho nó chắc. Tính bữa nay hiu rồi chứ. Còn nữa, nhớ còn cuối. Tính này hiu. Quá ngon. Quá ngon. Đúng rồi. Ký rồi đó. Có ký à. Bao nhiêu cơ đựng như vậy chắc quá đi. Giật hả? Nguy hiểm thôi. Chuối cặp bờ luôn hả? Cá hấp cứng. Cá hấp cứng. Có đỡ không? Có đỡ không? Mày vô mà lại ra chơi thứ này ngon lắm á. Quá em. À. Nó mình chiếc xù. Út đi đậu vớ cái gì không? Út đi đậu vớ hả? Vô anh em ơi, tối quá. Tối quá rồi. Vô không nghỉ. Chắc gần 6 giờ. Kệ đi có nhiêu ăn nhiêu mọi người ơi. Giải trí buổi chiều vậy. Chiều anh em đi làm nè. Kiếm mồi nhậu. Kiếm mồi nhậu giải trí buổi chiều chứ. 3 ký à. Còn hỉ nè. Ngốc à. Anh em vô tới nhà nha. Thành quả mọi người. Sao bạn có lóc hả? Cái bữa này tôi bắt hàng ngang bắt không ta? Không bắt á. Tôi bắt cá nhỏ không à. Dạ cá mát quá, cá chết luôn. Cá chết luôn hả? Không, cá nào nãy trong hang mới dạo móc mang. Ừ, móc mang. 6 7 con lóc. Ừ. 7 8 con. Thì lại mày cũng kêu như là quá ngon rồi. Rồi. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi, chào tất cả mọi người. Mọi người hẹn mọi người video sau. Okay. Nhớ ủng hộ mình nghe mọi người.